cách chức mọi chức vụ trong đảng đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Ngày 21 tháng 6, tại cuộc họp Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, trên cơ sở xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương ngày 20 tháng 6 năm 2019, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tờ trình số 201/TR-UBKTTW vào ngày 7 tháng 6 năm 2019 về đề nghị thi hành kỷ luật về Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Bộ Chính trị nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân về vi phạm khuyết điểm, thực hiện không đúng trách nhiệm của cá nhân về vi phạm. Căn cứ theo quy định số 102/QĐ-TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa thứ 12 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả của các vi phạm, xét quá trình công tác. Những đóng góp cho Quân chủng Hải quân, cho quân đội và nhà nước của ông Nguyễn Văn Hiến, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách mọi chức vụ Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 gồm Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010. Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật về chức quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật Đảng theo quy định. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Vụ thanh tra vòi tiền tại Vĩnh Phúc, trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng là ai? Liên quan đến vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vừa bị công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản vì hành vi vòi vối số tiền lớn khi thanh tra tại huyện Vĩnh Trường. Theo nguồn tin từ phóng viên Dân trí, trưởng đoàn thanh tra này là bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Công an.